Và một điều nữa, đừng quên là dùng những cái lời mang cái tính là xây dựng. Khi chồng có một cái gì đó thì chúng ta hãy dùng những cái ngôn từ mang cái tính chất xây dựng chứ không phải là chì chiết các chị em ạ. Có một cái lỗi gì đó rất nhỏ, rất là kiên trì, nói từ năm này qua năm kia. Hôm nay phạm một cái lỗi ví dụ như là đi nhậu về trễ, tháng sau đi nhậu về trễ nữa thì mình sẽ tích hợp nhậu từ tháng trước nữa và mình kể ra. Rất là kiên trì trong cái việc mà mình chì chiết chồng đó các chị em. Đó chính là nguồn gốc của mọi đau khổ.